dụng đạo đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi ở môi trường đại học. Bên tay phải là cuộc sống, bên tay trái là vũ đạo. Hai tay ghép lại trở thành cuộc sống của tôi ở trường đại học ngoại ngữ ngoại thương Phúc Châu. Ủa, sự lái trừ Huệ Nán của Cố Chi Sơng, Tu Huy. Quá lý mán mả từ y thiên chúng nào chung lý sân khai sử. Lý lý thấu pha. Hoa sang bảo xế. Trấn bảo khai trí của tung lý mán mả từ y thiên. Hồi tao su sơ. Yáo sân y biên. Nán sang su bẩn. Trấn lý bây bao. 开始一天的学习啦。 老师课堂上生动的讲解。 中国学霸耐心的辅导。 课堂时光变得轻松脱约。 课余，我就去了图书馆。 书架上琳琅满目的图书， 总会有一本适合我的。 温故而知新。 我回顾了一天的课堂的内容， 中文的专业， 课程学习也没有那么难了。 各种各样的中国美食让我难以选择，和其他的国际生一起开心的用餐。用餐后，我们一起来到图书馆交流和学习。除了学习，我还喜欢上了打篮球。看，我百发百中。我还喜欢打羽毛球。 几个中国朋友正在敲我打球哦。我们的舞蹈团队希望能为校庆正田国际色彩。我一天的生活充实和多彩。在福外15岁生日期将来临之际，我们国际生也想祝福福外生日快乐，越来越好。我归功，祝我新年。